xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đại sứ văn hóa trên mọi nẻo đường sông Lô do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo sản xuất. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một danh thắng nổi tiếng của huyện Sông Lô, đó chính là Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức. Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tọa lạc trên núi Hình Nhân thuộc dãy núi Sáng, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, được xây dựng trên một địa thế đẹp, tựa núi nhìn sông. Xung quanh ngôi chính điện của thiền viện được ba quả núi bao quanh, giống như chiếc ngai vàng bao bọc. Từ ngôi chính điện này, ta có thể nhìn thẳng ra sông Lô và một chiếc hồ lớn hình một ông rùa đang cõng cả quả núi trên lưng. Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức được tôn tạo từ chùa Kim Tôn, một ngôi chùa cổ đã có trên 700 năm tuổi. Phía ngoài là cổng tam quan uy nghiêm với dòng chữ Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức. Từ cổng là một đường bậc thang đá dẫn lên sảnh chính hướng vào trung tâm của thiền viện. Chính điện thờ Phật Tổ ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Bên trái chính điện là lầu chuông, bên phải là lầu trống. Phía sau chính điện là nhà thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và các vị sư tổ phái Thiền Tông. Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức là sự kế thừa, phát huy những tinh hoa, giá trị từ con đường từ bi, trí tuệ của Đạo Phật nói chung, của dòng thiền Trúc Lâm nói riêng, đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Lý, Trần trên đất Vĩnh Phúc, tô đậm thêm mối liên hệ mật thiết giữa các giá trị cốt lõi của Phật giáo với những giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, đóa sen bát nhã giữa mây trời sông Lô không chỉ là chốn thiền môn tu hành của các tăng ni Phật tử, là điểm nhấn du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cho du khách thập phương. Đến với Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, quý vị và các bạn sẽ được đến với một không gian bình yên để có thể tạm quên đi nhịp sống bận rộn thường ngày để thấy cuộc sống bình an, hạnh phúc hơn. Chuyên mục Đại sứ văn hóa trên mọi nẻo đường sông Lô xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.